Thưa quý vị, sau hơn 2 ngày nỗ lực chữa cháy xảy ra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đến sáng nay 21 tháng 2, các điểm cháy đã cơ bản được khống chế, không cháy lan vào rừng tự nhiên và rừng già trong khu vực lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Dù đã được cơ bản khống chế, tuy nhiên theo các lực lượng chức năng, hiện còn một điểm cháy nhỏ nằm ở khu vực vách đá cao, khó tiếp cận. Cùng với đó, thời tiết tại khu vực này vẫn hanh khô kèm theo gió to, tiềm ẩn nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại. Đã được khống chế, chỉ còn lại một số gốc cây là đang ưng nghỉ, thì cái đội cũng đã tiếp tục đi dập những cái gốc cây cháy. Phân công các anh em xong rồi đi cái mấy chỗ khói đây là dập hết, rồi đi lấy nước xong là tưới hết mấy cái gốc cây rồi. Xong là lúc mình về là đã không còn khói rồi. Cái dốc phát xong là mình phát, mình làm cái đường băng xong mình tắt. Cái đường băng xong mình đốt từ phần mình làm cái đường băng để đi để nó làm lại cái đường lửa nó ra làm sao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác chữa cháy, không được chủ quan lơ là, không để tái bùng phát đám cháy, tổ chức hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Nếu mà thời tiết mà nó ủng hộ mà nó không gió mạnh ấy, thì chúng ta cũng sẽ có cái khu vực đấy nó không thể cháy lan được. Mặc dù nó chỗ này cái vách đá nó rất là cao và nó rất là khó tiếp cận. Thế còn lại ấy, thì hiện nay thì cái gió ấy, thì nó đang cái hướng thuận, thì nếu mà trong trường hợp mà nó có vấn đề thì chúng ta phải có những giải pháp kỹ thuật, tức là thậm chí là chúng ta có thể đốt ngược trở lại, thì tại vì nó cháy đỉnh xuống, phải đốt ngược từ dưới lên thì nó sẽ kết thúc cháy được. Theo thống kê, đã có khoảng 30 hectare diện tích rừng bị đốt cháy, chủ yếu là rừng nghèo kiệt, chưa có trữ lượng rừng. Có khoảng 4 hectare rừng trồng thay thế năm thứ 3. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, đột quỵ xảy ra phổ biến, trở thành nỗi lo lắng thường trực ở mọi lứa tuổi. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết những dịp lễ Tết, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu đột quỵ rất đông do tuyến dưới chuyển tuyến nhiều hơn. Tuy nhiên thì chưa năm nào số ca đột quỵ lại tăng đột biến như năm nay, khiến tình trạng quá tải xảy ra ngay từ những ngày đầu Tết Nguyên đán 2024. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 68 bệnh nhân đột quỵ cấp cứu và chuyển tuyến đến điều trị với số lượng rất lớn. Trong đó có 28 bệnh nhân cần can thiệp nội mạch cấp cứu và 5 bệnh nhân cần phẫu thuật giải áp kết hợp đặt dẫn lưu não thất mở cấp cứu. Khoa đột quỵ não đã phối hợp cùng nhóm đột quỵ mạch máu não tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh nhân đột quỵ, trong đó đa số là cấp cứu tối khẩn cấp và bệnh nhân nặng chuyển tuyến từ các bệnh viện tuyến dưới ở khu vực miền Bắc. Cũng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều người bị chó mèo cắn cào. Trong số này có trường hợp chuyển nặng tử vong vì bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng dại sau đó. Chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, phòng khám tư vấn tiêm chủng Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 90 trường hợp, trong đó có 90% là trẻ em bị chó mèo, khỉ, chuột, thỏ cắn hoặc cào. Hoàn cảnh trẻ bị vật nuôi tấn công xảy ra khi người dân đi chơi, thăm hỏi, chăm sóc vật nuôi trong dịp Tết. Điều quan ngại, nhiều vật nuôi tấn công người nhưng không được tiêm vaccine phòng dại trước đó. Còn tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại trong 2 tháng đầu năm. Chiều ngày 20 tháng 2, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 năm 2024 đã được khai mạc tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức. Khác với các năm trước, chương trình năm nay khởi động từ mùng 9 Tết và diễn ra liên tục trong 8 ngày. Đến trước giờ khai mạc chính thức đã có trên 2.500 đơn vị máu được hiến tặng. Với thông điệp Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 năm 2024 là sự kiện hiến máu lớn nhất sau Tết Nguyên đán, dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị sau Tết. Sau 4 năm bị bỏ hoang, mới đây Công viên Thiên văn học ở Hà Nội đã chính thức mở cửa. Với nhiều hạng mục, chủ đề thú vị mới lạ hấp dẫn, không gian xanh này đã thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, nhất là vào dịp cuối tuần. Công viên Thiên văn học, quận Hà Đông, Hà Nội được xây dựng trên diện tích hơn 12 ha, vừa được đưa vào sử dụng đầu tháng 2 vừa qua. Ngoài các hạng mục chủ đề thiên văn học như quảng trường Big Bang, bể hố đen, đài phun nước ánh sáng, UFO Zone, thì sân chơi dành cho trẻ em có cấu trúc địa hình mô phỏng, lưới không gian với các chỗ lồi lõm giống như kiến tạo địa chất trên bề mặt các hành tinh như mặt trăng, sao hỏa là khu vực thu hút đông đảo người dân. Mình thấy không gian đây rất là thoáng, rộng rãi và rất là nhiều trò chơi để cho các con chơi, và nhà mình cũng rất là gần đây.
và rất là tiện đưa đón các con chơi quanh khu vực này. Khu vui chơi thì rất là rộng rãi, nhà bọn em có thể trượt kiểu không sợ no nắng kiểu vân va chạm gì ạ. Không chỉ có các mô hình, tại đây người dân còn có thể tìm hiểu thông tin về lĩnh vực này qua các bảng chú thích gắn với từng hạng mục. Nhìn vào những các cái hình thù ở xung quanh với cả có những bảng ghi chú thì mình đọc ở đấy mình sẽ hiểu được nhà cái các cái hình đấy là nó liên quan đến gì. Hiện toàn bộ các lối vào chính của công viên đã được tháo rào chắn và mở cửa miễn phí cho mọi tầng lớp nhân dân. Công viên đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn này được kỳ vọng sẽ là điểm đến thú vị, ươm mầm, khơi dậy niềm yêu thích, khám phá khoa học cho người dân, nhất là với giới trẻ. Vào rằm tháng Giêng tới, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ mang đến cho công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc Việt Nam. Tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc viết về thiên nhiên, vùng đất, con người, các dân tộc Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S. Với chủ đề Bản hòa âm đất nước, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội vào ngày 23 đến 24 tháng 2, tức là 14 đến 15 tháng Giêng âm lịch. Từ ngày 14 âm lịch, công chúng có thể bắt đầu tham quan nhà ký ức và tìm hiểu về các nhà thơ dân tộc. Người yêu thơ sẽ được đi trên con đường thơ để đọc và chiêm nghiệm những vần thơ hay về dân tộc, tham gia trò chơi đấu thơ, giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm của các nhà thơ trẻ, nhà thơ đã thành danh, tham gia hoạt động của một số câu lạc bộ thơ trong các quán thơ. Ban chỉ đạo lễ hội Lim Xuân Giáp Thìn 2024 vừa thông tin về kế hoạch tổ chức quản lý lễ hội năm nay. Lễ hội Lim sẽ được tổ chức từ ngày 21 tới 22 tháng 2, tức là ngày 12-13 tháng Giêng tại 3 xã của tỉnh Bắc Ninh. Các điểm hát quan họ được nhận tiền thưởng của du khách nhưng phải bảo đảm văn hóa phù hợp với các giá trị truyền thống, khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc, không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, các loại nhạc khác không phù hợp. Ban tổ chức nghiêm cấm các trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, phi tiêu, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn gây ảnh hưởng đến không gian lễ hội. Đồng thời cấm các hàng quán dịch vụ bày bán hàng, kinh doanh trên đồi Lim, lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức cờ bạc trá hình. Thưa quý vị, những ngày đầu xuân năm mới Giáp Thìn, tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh đang háo hức xen lẫn niềm vinh dự tự hào trước ngày hội tòng quân. Những hoài bão ước mơ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ càng được nhân lên khi cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình luôn quan tâm động viên và đồng hành trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tốt nghiệp Đại học Dược, có việc làm với mức thu nhập ổn định. Song để thực hiện ước mơ mặc lên mình bộ quân phục màu xanh, áo lính, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, em Đỗ Huyền Trang đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi học xong chương trình đại học thì tôi muốn áp dụng những kiến thức của mình đã học để góp phần một sức lực nhỏ bé nào để cho vào quân đội nhân dân, cho ngành quân đội nhân dân Việt Nam. Và tôi tự hứa với lòng mình là khi vào quân đội tôi sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Chỉ ít ngày nữa, em Đoàn Công Vinh sẽ chính thức nhập ngũ và trở thành một quân nhân được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Đây là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của thanh niên Đoàn Công Vinh. Việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của thanh niên. Em muốn tham gia nghĩa vụ để rèn luyện bản thân. Sau khi thành một chiến sĩ, em sẽ rèn luyện thật tốt để bảo vệ Tổ quốc. Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ cho trên 7.000 công dân, trong đó có 222 công dân có trình độ cao đẳng đại học. Trước ngày nhập ngũ, gần 800 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp các em có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi xác định công tác thâm nhập tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ phải làm tốt việc ba gặp bốn biết, gặp công dân, gặp gia đình và gặp địa phương, biết về sức khỏe, biết về văn hóa, biết về lai lịch chính trị, biết về phẩm chất đạo đức và làm tốt các mặt công tác bảo đảm khác để các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2024 đang được tỉnh Quảng Ninh gấp rút hoàn thành. Đây sẽ là ngày hội của toàn dân tiễn đưa con em tòng quân nhập ngũ.